Xin chào các anh chị em, thì hôm nay tôi đang bán một cái mẫu xe gần như đã tuyệt chủng tại thị trường Việt Nam. Chỉ còn duy nhất một con trên khắp đất nước Việt Nam, đó chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu, nhập khẩu các bạn nhé. Nếu mà trong nước thì còn rất là nhiều, tuy nhiên thì xe nhập khẩu chỉ còn duy nhất một chiếc mà thôi. Xe nhập khẩu các bạn nhé, lưu ý rằng đây là một chiếc xe nhập khẩu nên không tính về câu chuyện về giá. Các anh chị em thân mến, thì đây là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Thời điểm hiện nay thì toàn bộ những cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu ở trong thì được sản xuất trong nước, kể cả một cầu hai cầu thì đều được sản xuất trong nước hết. Máy dầu, máy xăng, máy dầu và số sàn tự động thì đều được sản xuất trong nước. Tuy nhiên thì máy dầu một cầu số tự động ấy thì chỉ còn một xe duy nhất ở chúng tôi đang có. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 7,49 lít trên 100 km, trong đô thị thì là 9,05 lít trên 100 km, và ngoài đô thị là 6,57 lít trên 100 km. Đây anh chị em có thể thấy đây. Rất là đẹp, rất là mới đúng không ạ? Rất là hiếm, rất đẹp, rất là mới. Hiếm có 102 trên thị trường Việt Nam hiện tại. Đây các anh chị em có thể thấy. Xe mới các bạn nhá, mới đi được có 8 km mà thôi các bạn ạ. Đây, đầu DVD, camera lùi, chế độ lái Eco Sport, Eco Power, cân bằng điện tử, hệ số tự động 6 cấp, hộp lạnh các bạn nhìn này, hộp lạnh này. Cái quan trọng nhất là cái kết cấu khung gầm của cái dòng xe này, nó được nhập khẩu nên nó chắc chắn hơn rất nhiều so với việc mà sản xuất trong nước các bạn nhá. Trong nước thì đương nhiên kể cả những cái tôn này, nó không được dày dặn này, tôn này không được dày dặn giống như kiểu cái xe nhập khẩu các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, ghế da, chất liệu ghế da nó khác này. Đấy, Toyota Fortuner nhá. Fortuner rất đẹp, rất mới. Xe duy nhất tại thị trường Việt Nam nhá. Một chiếc xe duy nhất tại thị trường Việt Nam. Đây các bạn nhìn này. Anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này, thực ra dòng xe này thì vui lòng gọi điện cho chúng tôi nhé. Nhanh tay, chỉ còn một chiếc xe duy nhất mà thôi các anh chị em nhé. Không có gì phải quay cả bởi vì nó là xe mới. Nó là xe mới, không giống như những xe đã qua sử dụng mà chúng tôi thường quay cho quý anh chị và các bạn vào những ngày vừa qua. Đây là xe mới nhá. Đấy, chào bán khoảng tầm 1 tỷ. Và giá thì vẫn có thể thương lượng được. Quan trọng nhất là các bạn được hỗ trợ trả góp tầm 80%. Như vậy chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 2 đến 300 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu mà anh chị có nhu cầu mua những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy vui lòng gọi điện cho số hotline 0939063333 để có thể nhận được sự trợ giúp. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng và ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.